Thu chưa? Thu được. Rồi, không ăn được rồi. Anh Lợi hôm nay ra tay xào mì. Anh Lợi xào mì number one. Ô, hải vàng mới được anh. Này, tài cố lợi xào mì ngon đặc biệt luôn, nhất Kitchener Waterloo. Hôm nay xuống Vancouver biểu diễn nấu đồ ăn, nhìn thấy hoành tráng quá, phong độ đẹp trai. Quá khe. Đúng mà. Phải cháy vậy được mới được anh. Vàng về vàng có cháy đâu. Ồ. Cái thằng trắng này nó mà cháy đâu. Ngon lắm hả? Ồ, anh Trang này lâu lắm nhỉ. Trang bánh hơi cầu kỳ. Cái này nó chín sẵn rồi hả? Làm vậy đó. Cái này chỉ làm được vàng thôi. Ồ, vậy đó chỉ xào thịt là đổ vào thôi hả? Sau đây chín cái đưa vào đồ cái đảo đi đảo lại em ra ngoài. Ừ, giòn thế. Giòn lắm. Giòn. Làm này cực kỳ lắm đây. Ăn này là ăn ngon, mình mới làm này, nhưng tôi không muốn làm này đâu. Đủ cái lần để cho yên để thích để làm ở đây. Giòn ngon. Anh Lợi đi Vancouver chơi ngày nào cũng phải ra tay nấu ăn. Biểu diễn. Anh Lợi làm ngon lắm. Đặc biệt anh Lợi xuống Vancouver ngày nào cũng nấu cơm hộ cô Yên ngày hai bữa. Ồ xin. Ngày hai buổi tối trường. Ở nhà thì anh Lợi là sáng trưa chiều tối lưa thưa gọi là nấu ăn thôi. Hả? Tới đây thì nấu bình thường. Cũng là sáng trưa chiều tối. Lưa thưa gọi là anh Lợi nhỉ. Sáng trưa chiều tối, tối này về nhà. Ăn ở nhà. Không dám ăn chùa. Ăn chùa nó đánh cừu mỏ. Ăn chùa còn ngon hơn đồ nhà. Ăn chùa đánh cừu mỏ luôn. Đồ nhà bị số đi gà. Này cho anh YouTube quảng cáo anh Lợi, xin mỗi người một like cho anh Lợi để anh Lợi lấy tinh thần để nấu ăn. Không phải già rồi, 6-7 tuổi rồi mà bây giờ vẫn muốn nấu ăn. Chân thì đau nhưng mà nấu ăn một cái là đứng sẵn lên luôn, sắp luôn. Một đĩa mì to luôn. Cô Yên em nấu cái gì thưa? Cô Yên nấu cái gì đây? Cô Yên thì nấu dê ngoài này. Có ai trên phone không? Chú Võ giỏi như biết làm cái này. Oh. Good. Oh, nice. Đảm đi. Đảm đi. Hay. Chưa tới luôn. James have new bicycle from Bà Yên. Hai nhím.
Hello Nhím. Nhím con bơ rụng. Anh Lợi tiếp tục nấu ăn. Nó dính đấy. Nó dính. Rồi. Chú Võ đang sửa bicycle.